mua vi facebook ở đâu cho uy tín, cách đăng nhập vi làm sao cho đúng cách, làm sao có thể thay đổi và bảo mật thông tin vi của mình sau khi mới mua về để không ai bị đánh cắp. Xin chào bạn, trong video ngày hôm nay, thịnh sẽ hướng dẫn cho bạn tất cả những kỹ thuật vừa rồi để bạn có thể sử dụng vi chạy quảng cáo facebook thật là hiệu quả nha đây đến với video này thì bạn sẽ nhận được đầu tiên là bạn sẽ biết cách mua via chọn một nơi uy tín để mua via vì hiện nay trên mạng có rất nhiều nơi lừa đảo bạn chuyển tiền xong nó chặn bạn luôn nó không gửi via cho các bạn thứ hai biết cách đăng nhập via bạn phải biết cách đăng nhập via như một người trong nghề chạy quảng cáo luôn đó cách đăng nhập làm sao cho chuyên nghiệp cho nhanh chóng để via của mình không bị chết các bạn nha Thứ ba, bạn sẽ biết cách đổi thông tin. Ở đây chính là đổi mật khẩu con vi đó. Bạn mua về từ người khác, bạn phải biết cách làm sao đổi mật khẩu để người ta không lấy lại vi của các bạn. Và cuối cùng, bộ bảo mật tối cao. Đó là bước cuối cùng mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để làm sao đó mình bảo mật con vi của mình tốt nhất để không bị lấy lại. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào video nha Nếu như bạn chưa biết về vi Facebook là gì hoặc phân biệt các loại vi thì bạn có thể lên trên Google và gõ từ khóa vi Facebook là gì thanh định bùi hoặc phân biệt các loại vi thanh định bùi Mình đã có rất nhiều video và bài viết chia sẻ và hướng dẫn cho các bạn về loại nguyên liệu quảng cáo này rồi Bạn hãy tìm hiểu trước khi mình mua nha các bạn nha Đầu tiên các bạn sẽ vào cho mình trang web tên là vuvia.net Các bạn có thể gõ trực tiếp cái trang web này lên trên Google cũng ra vuvia net các bạn nha Phải đúng tên miền này, phải đúng cái tên miền là vuvi.net Tất cả những miền khác tên miền này đều là lừa đảo nha các bạn nha Đều là giả mạo hết Đấy, nên ra các bạn vào đúng cho mình là vuvi.net Rồi sau đó các bạn sẽ vào đây mình bấm chữ đăng ký nè Đây, ở đây có chữ đăng ký rồi, tiếp theo ở đây bạn sẽ nhập tên tài khoản, tên tài khoản có thể là sẽ tên viết liền không dấu của các bạn ha. Rồi, ở đây bạn nhập cho mình mật khẩu, bạn nhập lại mật khẩu xong rồi bạn nhập số điện thoại đây. Rồi các bạn bấm cho mình chỉ đăng ký thôi, rất nhanh chóng và gọn lẹ. Sau khi đăng ký xong thì các bạn sẽ bấm đăng nhập ở đây để mình tiến hành đăng nhập vào trong tài khoản của mình Sau khi mà các bạn chúng ta đã đăng nhập vào trong cái tài khoản của mình xong Thì các bạn nhớ đây là cái trang chủ của Vuvia Đây các bạn ha, đây đây là trang web của Vuvia Thì các bạn lưu ý nè, mình luôn dặn các bạn Via là một loại tài khoản đặc biệt Các bạn không phải mua về và đăng nhập như một cái tài khoản phiếu bình thường thậm chí nếu các bạn mà không biết cách các bạn đăng nhập cái tài khoản này trên điện thoại là nó lăn đùng ra nó nó khóa luôn nên đầu tiên các bạn vui lòng tìm hiểu trước dùm cho mình mình nhắc rồi rất kỹ nha tìm hiểu trước đây ở bên tay phải nè có rất nhiều video tình đã làm sẵn rồi vui lòng tìm hiểu có kiến thức rồi mình hãy bắt đầu mình mua các bạn nha rồi Tiếp theo sau khi mà các bạn vào được tới đây xong thì đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đi coi cái giá đi Đây ở đây nó có các loại vi nè Ví dụ như vi thường hay là vi xác minh danh tính hay vi chính là hai Thì ở trong video này Thịnh sẽ không nói lại các loại này nữa Mà Thịnh đã có nói ở những cái video trước rồi Bạn nào mà muốn thì tìm lại cái video là cách phân phân biệt các loại vi á Hoặc là mua vi nào cho cứng á Thì các bạn coi những cái video đó dùm cho Thịnh Nhớ nha Còn đây thì mình chỉ hướng dẫn thao tác mua thôi Rồi ví dụ như các bạn vào đây đúng không các bạn mua Đây các bạn chọn ví dụ mình chọn vi việt thường đi rồi, ví dụ như các bạn thích công viên nào đó các bạn mua. Đây nè. Đó, ví dụ như là các bạn thích công vi là Vi Việt 2019 2023 trên gì đó. Được chưa? Xong các bạn bấm, ở đây số lượng nó còn nè. Đây giá tiền các bạn bấm mua. Thì ở đây ví dụ như giá tiền của nó là 62k. Thì ở đây số dư của các bạn chưa đủ nè, các bạn nhìn lên bên trên nè, các bạn thấy không, số dư của mình không có đủ, mình đang có 52.500 thôi, hoặc của các bạn sẽ là không đồng. Vậy thì làm sao chúng ta có thể nạp tiền vào vui để chúng ta có thể bắt đầu mình mua vi được thì cách nạp như sau các bạn kéo xuống bên dưới ở bên góc tay trái nó có chữ thanh có chữ nạp tiền các bạn thấy không? Thấy cái chữ nạp tiền không? Các bạn bấm vô đây. Rồi, ở đây các bạn sẽ thấy nè đây các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ có cái thông tin tài khoản ngân hàng đúng chưa à? thì các bạn sẽ chuyển khoản vào trong cái thông tin tài khoản ngân hàng này giúp mình và các bạn nhớ nè ở đây nó có phần nội dung các bạn thấy phần nội dung không nó có chữ vu vi dấu cách cái mã số ở trong tài khoản của các bạn thì các bạn nhìn ở trong tài khoản vu vi của các bạn á, nó có cái mã số như thế nào thì các khi mà các bạn chuyển khoản ngân hàng á các bạn vui lòng các bạn ghi đúng cái nội dung ở trên cái tài khoản dùm cho thịnh được chưa đó ví dụ như là của các bạn ghi vu vi dấu cách một hai ba bốn năm đó thì khi các bạn chuyển khoản các bạn ghi trên mình trong phần nội dung chuyển khoản là vu vi dấu cách một hai ba bốn năm đó và cái chữ vu vi viết viết thường các bạn ha đấy rồi khi mà trong tài khoản các bạn nó trừ tiền xong thì các bạn bấm cái nút là xác nhận giao dịch ở đây dùm tịnh à là tài khoản của các là cái tài khoản vu vi này các bạn sẽ được cộng tiền một cách tự động luôn ok chưa trong quá trình nạp tiền mà có lỡ nạp sai ghi quên ghi nội dung ghi sai nội dung gì đó thì ở bên góc tay phải đây có zalo cứ nhắn Zalo cho bên Vu Vi, Vi nó sẽ hỗ trợ các bạn nạp được chưa các bạn ha. Rồi, sau khi nạp tiền xong đúng chưa? Nạp tiền xong thì bây giờ chúng ta quay lại chúng ta mua. Đây. Bên tay trái chọn vô cái loại vi muốn mua, chọn vi Việt thường đúng chưa? Rồi xong ở đây nè, nó có tài khoản đúng không? Xong các bạn bấm mua. Ok chưa? Khi các bạn bấm mua xong nó sẽ hiện số lượng. Đây, được chưa ha? Các bạn nhập số lượng các bạn muốn mua ví dụ như là một, xong các bạn bấm mua. Các bạn bấm mua một cái xong thì tự động các bạn để yên nó sẽ chuyển qua cái giao diện đơn hàng của các bạn là cái giao diện như thế này nè đây đúng chưa nó sẽ ra cái giao diện đơn hàng nè đó ví dụ như cái đơn hàng của mình là đơn hàng 16306 đi chẳng hạn như thế còn nếu như mà các bạn muốn coi lại tổng cái số lượng đơn hàng mình đã mua thì các bạn vô trong cái một bên tay trái là chữ lịch sử mua hàng nó sẽ có danh sách các cái con viên mà các bạn đã mua bên này ok chưa rồi ví dụ mình mua cái này mình bấm vô đây rồi bây giờ đây là thông tin viên thì ở đây nè các bạn để ý cho mình nó có cái icon có hai cái ô vuông này các bạn thấy không đây chính là cái thông tin view của các bạn à các bạn bấm vô đây các bạn sao chép cho mình bây giờ chúng ta sẽ copy cái thông tin view này để mình đi tiến hành mình đăng nhập ok chưa đây bấm vô cái dấu này ha bấm vô cái chỗ này các bạn ha đừng có bấm download gì nha đây các bạn đừng có bấm download gì hết đây nè các bạn đừng có bấm download backup gì đây hết cứ bấm vô này cho mình cho nó nhanh rồi sau khi các bạn đã 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 copy xong rồi đúng chưa thì bây giờ nè mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng nhập mình copy xong mình sẽ kiếm một cái chỗ mình dán cái cái dòng thông tin này ra đây là thông tin đăng nhập ha các bạn có thể mở cái file word lên các bạn dán cái file ghi chú hoặc là mình dán trực tiếp ở đây cũng được luôn nè đây các bạn thấy không mình sẽ dán trực tiếp cái lên trên này cho các bạn coi luôn rồi đây đây, đó, à, hoặc bây giờ mình hoặc là mình sẽ dán ra cái uh, file word cho các bạn dễ thấy nha. Đây bây giờ các bạn thấy chưa là mình có một cái file có chứa thông tin via nè. Hầu như ở một số các bạn mua đâu cũng được hết á, mua đâu cũng như nhau thì thông tin đăng nhập nó sẽ như nhau các bạn ha. Đầu tiên nè, nó sẽ là cái các bạn để đây đi. Rồi bây giờ nè, đầu tiên nè, cái ở chỗ này nè nó sẽ là cái 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 dãy số để các bạn đăng nhập. Các bạn nhớ luôn lúc, lúc mà mình đăng nhập Facebook nó sẽ hỏi là email hay số điện thoại là gì không? Đây đây đây, nó chính là cái chỗ này nè. Đây nó chính là cái mà các bạn sẽ nhập vào email số điện thoại nè. Ok chưa? Là cái dòng này. Rồi tiếp theo, các bạn để ý nha, từng phần tử ở đây nó được dấu cách với nhau ra bởi cái ô cái cái đường gạch ở giữa nên các bạn lưu ý. Rồi tiếp theo ở đây nè, đằng sau này là cái mật khẩu để các bạn đăng nhập vào công viên. À, mật khẩu để đăng nhập. Tiếp theo ở cái dãy số nghe, cái dãy dài ở đằng sau này, cái mã này chính là cái mã 2FA gọi là mã xác thực hai lớp á. Ok chưa? Rồi, cái đó lá lát mình hướng dẫn các bạn đăng nhập. Rồi, tiếp theo nè, ở đây là có cái phần email, các bạn thấy cái hotmail nữa không? Đây chính là cái email khởi tạo nên con via này. Ok chưa? Và cuối cùng này chính là cái mật khẩu để các bạn đăng nhập vào cái email đó. Đó, có nghĩa là khi các bạn mua via thì các bạn có hầu như đầy đủ tất cả thông tin của con via đó trong tay. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi đăng nhập nha các bạn nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng nhập cái con via này ở trên Facebook làm sao cho đúng cách. Đây, ok nè các bạn nhìn nè. Mà các bạn lưu ý nha. V này các bạn mua về là các bạn không được đăng nhập ở trên điện thoại nha các bạn nha. Lưu ý giùm mình là không được đăng nhập trên điện thoại ngay mà các bạn phải đăng nhập trên máy tính. Cách thao tác như sau. Đây, bây giờ các bạn mở trình duyệt Chrome lên đúng không? Đây cách đăng nhập này bây giờ các bạn mở trình duyệt Chrome lên. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm sao để mình có thể đăng nhập được vào công viên mà các bạn vừa mới mua cách hiệu quả và an toàn các bạn nha. Khi mà các bạn xong đúng không? Các bạn mở cái trình trình duyệt web lên đúng chưa đây các bạn mở cái trình duyệt web lên cái google chrome của các bạn lên ha mở google chrome các bạn nha mở google chrome là là thông dụng nhất rồi xong sau đó các bạn sẽ bấm cho mình cái icon này, nè các bạn thấy cái icon mình có tay phải nào cái icon hình cái profile này nè cái này gọi là chrome profile ha rồi các bạn bấm vô cái hình icon này các bạn kéo xuống dưới cùng các bạn bấm chữ s dấu cộng có chữ s nè hoặc là cái chữ uh, uh, thêm cũng được bạn này dùng tiếng việt nó sẽ là chữ thêm các bạn bấm vào đây dùng mình rồi xong sau đó các bạn sẽ chọn cho mình cái chữ là continue without an account hoặc là các bạn nào dùng tiếng Việt nó sẽ là chữ đăng nhập mà không cần có tài khoản tiếp tục hoặc mà không cần có tài khoản á rồi ở đây các bạn đặt tên tên gì cũng được tên này nó không ảnh hưởng gì tới Facebook các bạn nha cái này là chủ yếu cái tên để các bạn nhớ sau này là các bạn dùng con vi này làm cái gì ví dụ như bây giờ mình mua con vi này thì mình sẽ dùng ví dụ như là vi uh, vi quảng cáo đi đó view, 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 quảng cáo ví dụ như ngày ngày 10 tháng 5 chẳng hạn đó 10 tháng 5 để mình nhớ thôi cái này để mình nhớ thôi chứ không ai quản lý mình đâu rồi sau đó các bạn bấm chữ đơn màu xanh ở đây dùm thịnh rồi nó sẽ ra cho bạn cái giao diện này các bạn thấy chưa đó, à, nó ra cái giao diện màu riêng riêng riêng, riêng như thế này rồi bây giờ nè các bạn sẽ tiến hành đăng nhập cho mình đầu tiên các bạn sẽ gọi cho mình là m facebook com đây m facebook com nhớ nha có chữ m đằng trước nha m chấm đằng trước chứ bạn đăng nhập Facebook giống con một phát là chết liền á. Rồi, đây nó có hai cái ô, oh, ok chưa? Đây thông tin để đăng nhập Facebook nè. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi copy từng cái thông tin mà hồi nãy mình vừa mới mua vào trong đây, Đây mình chuyển về tiếng Việt đi. Đó cho bạn nào không biết chúng ta dễ hiểu nè. Rồi ok, giao diện tiếng Việt ha. Rồi bây giờ các bạn thu nhỏ cái này lại. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái thông tin uh, con vi lúc nãy mình vừa mua nha. Rồi đây bây giờ các bạn nhớ cái thông tin con mà hồi nãy mình vừa mua không Rồi ok bây giờ mình làm thao tác nè Đầu tiên đăng nhập email số điện thoại đúng không Copy dạy số này cho mình Đây copy Dán vô Chỉ cần copy dán thôi Copy xong dán Bạn nhờ dùng tiếng Anh sẽ là 3T đúng không Rồi tiếp theo Copy cái mật khẩu đằng sau nè Dán vô rồi các bạn nhớ nha các bạn đăng nhập mà sai á các bạn không biết cách đăng nhập các bạn đăng nhập sai cách là bên bán họ không có bảo hành đâu nha các bạn nha tại vì cái này là đã dặn trước rồi đó rồi tiếp theo các bạn bấm đăng nhập Rồi ok Ở đây nó hỏi các bạn là có Ở đây nó hiện ra các bạn này các bạn khỏi sale cũng được Các bạn bấm tắt các bạn ra đi Rồi ví dụ nó hỏi nhập mã đăng nhập Ở đâu ra mã đăng nhập đó chính là cái mã xác thực hai lớp á Bây giờ các bạn vô cho mình trang web là 2fa.live Đó các bạn mở Mở một cái tab kế bên ha Các bạn vô cho mình cái trang web tên là 2fa.live.live .like đó Rồi bây giờ các bạn lại tiếp tục mở cái thông tin con viên lên rồi các bạn copy cho mình cái dãy số đằng sau này Đó Nhớ nha Đừng copy cái thanh gạch 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 nha Copy dãy số rồi Rồi copy Dán vào đây Ok Bấm submit Vừa dán dãy số xong bấm submit Rồi nó ra cái dãy số 4, sáu số đằng sau này thấy không Copy 6 số này bấm copy Dán vô đây cho mình luôn Đấy thao tác cực kỳ chậm như các bạn nha Làm riết quen à Rồi xong các bạn bấm gửi mã rồi nó hỏi bạn có lưu trình duyệt này không bạn nhớ để mặc định cho mình là lưu trình duyệt này luôn bấm túc tiệp tiếp tục Đây, rất là nhanh chóng và dễ dàng các bạn ha rồi các bạn chờ xíu nó đăng nhập vô cho các bạn nè rồi đây các bạn vô được công viên nè đó đây là công viên được chưa đây 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 là con viên mình đã đăng nhập vô xong rồi nè nhưng mà đây nó đang là trên giao diện mobile các bạn thấy không nó như trên giao diện điện thoại á nhìn nó rất là khó nhìn nó đâu như trên máy tính mình đâu thì các bạn có thể mở một cái tab đó ra một cái tab mới trên trình duyệt web ra các bạn gọi chữ facebook.com ra bây giờ là nó không có chữ m đằng trước nữa hiểu không nó không có chữ m nữa nó có chữ facebook.com thôi bấm facebook.com enter một phát đây ra con viên nguyễn vinh nữa không đây ra con viên nguyễn vinh đây được đăng nhập trên máy tính ok rồi các bạn ha rồi bây giờ các bạn kiểm tra bên cái profile nè đây đó là các bạn thấy nè đó mình sẽ có rất là nhiều vi ở bên này bây giờ các bạn ha rất là nhiều vi và các bạn có thể đăng nhập ở nhiều vi mỗi một cái trình duyệt như vậy là các bạn sẽ được đăng nhập một vi các bạn ha rồi Uh, tất nhiên rồi ở đây thì mình nói thêm thì các bạn cũng không nên trên một máy tính mà đăng nhập nhiều quá thì thực ra nó cũng không nên uh, uh, một máy thì bạn có thể đăng nhập tầm năm uh, sáu con sáu uh, bảy con vi gì đấy thì cũng chả sao đây nè mình đăng nhập mấy con này là bình thường ha đấy nên thành ra là còn nhiều cách khác mà nó cao cấp nó kỹ hơn thì thôi cái đó không cần thiết uhm, rồi tiếp theo bây giờ các bạn vô được tới con vi đúng không rồi là xong xong bước đăng nhập ha rồi bây giờ tiếp theo nè là đổi mật khẩu À đổi mật khẩu bây giờ bạn mua con vi rồi Bây giờ cái mật khẩu lỡ cái người bán họ biết con con vi của bạn có mật khẩu gì rồi nó đăng nhập vô nó nó, nó đổi thông tin con vi sao Vậy thì làm sao mình 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 có thể đổi mật khẩu con vi được mình chỉ các bạn một cách luôn các bạn vô được tới đây rồi đúng không các bạn không được phép đổi mật khẩu vi theo cách thông thường thông thường các bạn muốn đổi mật khẩu Facebook các bạn sẽ vô cài đặt đúng không? thông thường các bạn vô đây đúng không? Vô cài đặt quyền riêng tư xong các bạn vô kiểm tra quyền riêng tư xong các bạn vô đổi mật khẩu gì? Không được đổi cái đó nha, đổi cái đó là chết chắc. Facebook nó khóa các bạn. Cách đổi như sau, các bạn vô cho mình cái đường link này. Các bạn gọi cho mình cái đường link là thanh Định bùi chấm com gạch chéo đổi pass. Thấy không? Nhìn rõ cái đường link này trên màn hình không? Thanh thịnh bùi chấm com gạch chéo đổi bát cái này mình sẽ để trên màn hình cho các bạn dễ xem ha gõ từ từ đúng các bạn nha tại vì cái đường link này là đường link chính chủ của facebook nó rất là dài nó là link 661 á đây các bạn thấy chưa gõ vô ha mình bấm enter cho các bạn coi nè đây nó sẽ ra cái đường link của facebook.com ha uy tín nha của facebook.com nha chẳng qua cái đường link nó dài quá cái đường link facebook mà bây giờ mình kêu các bạn ngồi gõ cái đường link này vô các bạn gõ nổi không sao gõ nổi nên thành ra là mình sẽ rút gọn cho các bạn ha chấm com gạch chéo đổi bát nha rồi xong nó hiện ra cái giao diện trên màn hình đúng không bấm túc tiệp tiếp tục dùm mình ra cái giao diện này các bạn bấm chữ đổi mật khẩu rồi cái mật khẩu hiện tại hình dung như mật khẩu hiện tại là cái ở trong cái cái file cái, cái thông tin viên mà các bạn vừa mua đó rồi đây đâu rồi đây đúng không cái mật khẩu hiện tại nè đây mình sẽ copy mình mở cái file lên mình copy là cái mật khẩu hiện tại mình copy mình dán vô đây đúng chưa rồi xong đây bạn nhập mật khẩu mới cho mình Mật khẩu mới mà cái này chỉ có mình bạn biết thôi nha Rồi ok Mình nhập mật khẩu mới Ok bấm chữ lưu thay đổi Rồi ok đã công nhận mật khẩu Ở đây Google Chrome nó hỏi bạn muốn lưu hay không Thì bạn muốn lưu cũng được, luôn lưu cũng được Tùy bạn thôi rồi nhớ ha đổi mật khẩu được này nhớ nha là cái mật khẩu mà các bạn mua bên con là không còn sử dụng được nữa rồi đó rồi bấm tiếp rồi xác thực hai yếu tố đang bật ok luôn bấm tiếp rồi bật cảnh báo uh, Thì cái này các bạn khỏi bật cũng được Rồi bấm tiếp Rồi tất cả đã xong mật khẩu ok Mình bấm nhập bấm xong Ok chưa là các bạn đổi mật khẩu xong rồi À đổi mật khẩu xong rồi Rồi tiếp theo bây giờ nữa nè Là các bạn cần phải làm cho một thao tác Đó chính là cái bước bảo mật Cái bước bảo mật mình nó quan trọng á Là các bạn đăng xuất hết cho mình Đây được chưa? Các bạn đăng xuất hết cho mình tất cả những thiết bị khác trên công vi đó thì cách đăng xuất tất cả thiết bị như sau đầu tiên các bạn bấm vô trong cái icon bên góc tay phải nè cái hình avatar của con viên thấy không xong các bạn vào phần cài đặt và quyền riêng tư xong các bạn vào cho mình chữ cài đặt ở đây ok chưa rồi xong ở đây các bạn chọn cho mình cái mục là bảo mật và đăng nhập ok bảo mật và đăng nhập rồi ở đây các bạn thấy có tất cả nó, nó sẽ, lúc trên cái con view của các bạn nó sẽ có nhiều cái, cái 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 thiết bị đúng không ví dụ như của mình là máy mát gì nè đó thì các kiểu con đà điểu rồi ở đây nè thì ở đây các bạn có thể bấm cho mình là đây đăng xuất được chưa ha, các bạn sẽ chọn như những cái thiết bị nè các bạn bấm đăng xuất cho mình được chưa đó các bạn bấm đăng xuất là các đăng xuất tất cả những cái thiết bị lại đi vậy để lại cái thiết bị của các bạn thôi là nó ok được chưa các bạn ha bảo mật con viên của mình như thế rồi, tiếp theo nè, bây giờ mình hướng dẫn các bạn bảo mật thêm một cái nữa nè. Đó chính là đổi mật khẩu của cái email, của cái hotmail. Đây nè các bạn, đây đổi mật khẩu của cái hotmail chỉ luôn nha. Đây hướng dẫn luôn, đầy đủ luôn cái hotmail mà các bạn hồi nãy mua về nhớ không? Nhớ mà nói cái hotmail là có hotmail của công viên không? Thì bây giờ đăng nhập vào hotmail làm sao? Rất rất dễ các bạn lên Google. Đây các bạn lên Google. Các bạn gõ cho mình chữ hotmail. Ớ đây này các bạn gọi cho mình chữ hotmail nha à, bây giờ mình vô mình phải bây giờ là cái mật khẩu hotmail là cái cái mail của các bạn nó vẫn chưa được bảo mật tại vì người ta vẫn biết cái mật khẩu mail của các bạn hiểu không chưa đổi mà chưa đổi mật khẩu mail mà bây giờ nó biết mật khẩu mail nó vô nó đăng nhập xong nó bấm chữ quên mật khẩu một phát là có phải bạn mất cái mail không rồi bây giờ nè vô hotmail đúng không xong các bạn chọn cho mình cái dòng là có cái chữ outlook này nè nhìn cho mình trên màn hình nè đây nè nhìn cho mình có này nè outlook free personal email của live.com á bạn bấm vô cho mình rồi xong ở đây nó có chữ sign in này góc tay phải bạn bấm sign in cho mình. Rồi ở đây nè email phone các bạn sẽ copy cái email hồi nãy các bạn mua bên công vi các bạn dán vào đây. Đây. Đầy đủ nha, video này là hoàn chỉnh nó luôn á. Rồi copy email nè, đó thấy cái file chưa? Copy email bỏ vô. Rồi copy xong dán vào đây. Rồi, xong các bạn bấm next cho mình. Rồi nó hỏi mật khẩu của cái email. À, mật khẩu email đúng không? Đây luôn, đây luôn, đây luôn, đây dòng tiếp theo. Cũng copy cho mình luôn. Rồi, rồi từ từ nha. Copy luôn. Rồi, xong các bạn dán vào đây. À, dễ chưa? Bấm sign in. Rồi tiếp theo á nếu như mà cái cái bước này là bước là nó có thêm thôi, tùy nha, tùy email. Nếu như cái bước chỗ này nè mà nó có yêu cầu các bạn nhập thêm số điện thoại các bạn vô thì các bạn cứ nhập cho mình, bình thường nhập số của các bạn á. Đây nè, ví dụ như ở đây country code các bạn cứ chọn cho mình là Việt Nam cộng 84 nha. Rồi các bạn nhập số điện thoại các bạn vô đây. Rồi, đi nhập số xong thì các bạn chỉ việc bấm nút send code ở đây cho mình ha, bấm send code nha để nó gửi cái mã về, nó gửi cái mã về điện thoại các bạn. Rồi, ok để mình coi cái mã. Ok chơi nhập mã xong bấm submit thôi. Rồi bấm continue. Rồi tiếp theo á là nó sẽ hỏi các bạn là thêm email backup Có nghĩa là lúc này các bạn sẽ thêm cái email riêng Cái gmail riêng cá nhân của các bạn vào Để các bạn backup cho cái email này nè Hình dung ông lỡ cái email này mà các bạn lỡ bị quên mật khẩu á thì nó sẽ gửi cái 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 mật khẩu mới về cái Gmail riêng của các bạn. Thì ở đây các bạn sẽ nhập cái email backup của các bạn vào ra giùm mình. Ok chưa? Nhập cái Gmail á, nhập cái Gmail mình hay xài á, đây nè. Ok chưa? Rồi, ok, nhập Gmail vô, xong bấm next. Rồi, một cái mã code nó sẽ gửi về cái Gmail của các bạn. Bây giờ các bạn vô trong cái hộp thư Gmail của các bạn á, cái hộp Gmail của các bạn mới nhập á các bạn lấy cái mã cốt cho mình đó nó sẽ có cái mã cốt các bạn lấy cái mã cốt đó cho mình đó. nó sẽ có cái giao diện mã cốt nó sẽ có trên như trên màn hình cái email nó gửi về nó sẽ giống như trên màn hình thịnh sẽ chụp cái cái hình nó hình để cho các bạn coi nha rồi bấm next rồi ok này nó hỏi bạn có có tay xin các bạn muốn z cũng được đó có nghĩa là có có lưu đăng nhập hay không có đăng nhập uh, luôn hay không đó. rồi đây nó hỏi thôi khỏi nô no thanh đi này mấy cái này thì mấy cái app mà rồi vô ok chưa, đây đây chính là cái hộp thư gmail của các bạn nè ok chưa hộp thư gmail của các bạn ha đó rồi uh, khi mà các bạn vô được tới đây xong á thì bây giờ các bạn sẽ đi đổi mật khẩu cái gmail này như sau các bạn chỉnh vô cho mình cái 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 cái, cái tên này nè Nè cái tên góc tay phải của các bạn thấy chưa Rồi xong các bạn vô cho mình cái mục đó là My Microsoft Account đó, My Microsoft Account Rồi các bạn vô tới cái giao diện như trên màn hình đúng không Xong các bạn chọn cho mình Các bạn thấy cái mục là Change Password Security nè đúng không? Thấy cái mục này không Cái hình cái chìa khóa nè Bấm vô Rồi đổi thôi rồi nó sẽ hiểu các bạn là verify your identity có nghĩa là nó sẽ gửi một cái mã về cái email gmail cá nhân của bạn hồi nãy mới nhập đó nhớ không các bạn bấm vô đây cho mình bấm vô dòng này rồi, bây giờ nè các bạn sẽ nhập lại cái cái Gmail hồi nãy của các bạn nha. Đấy, các bước rồi rất là cơ bản. Ha, này là rồi bấm chữ send code các bạn nha, bấm send code rồi nó các bạn bây giờ sẽ vô cái hộp thư đến ở trong cái Gmail của các bạn. Nó sẽ gửi một cái mã code tiếp theo thì các bạn nhập cái mã code đó vào đây giùm mình. Đấy. Rồi bấm verify. Rồi bây giờ nó ra cái giao diện đổi mật khẩu cho email đơn giản dễ hiểu xúc xích rồi bây giờ các bạn chỉ current password có nghĩa là cái email cái lộ cái mật khẩu hiện tại à, cái mật khẩu hiện tại là cái trong file nè cái trong file nè mở lại cho các bạn coi rồi cái trong file đây chính là cái cái này dòng này đúng không chuột phải copy cho mình dán ở đây nó chính là cái current password cái password hiện tại á rồi nhập mật khẩu mới rồi lúc này nhớ nha nhớ trong đầu mình cái mật khẩu mình nha rồi, rồi chưa? Cái ô này khỏi đi. Cái này là make me change my password every 72 day. Có nghĩa là nếu bạn đánh dấu vô cái ô này á, là nó sẽ bắt cho các bạn là cứ 72 ngày các bạn phải đổi mật khẩu một lần á. Mà không khỏi thì cũng được. Bấm xem. Rồi, ok, xong. Thế là các bạn đã đổi được mật khẩu đăng nhập via, đổi được mật khẩu cái Gmail của các bạn. Thì bây giờ xong, con via đó đã là của các bạn. Ok chưa? À, rồi, nếu như trong quá trình xem video có bất kỳ vấn đề gì thì bạn cứ comment ở bên dưới để hỏi đáp cùng với Thịnh, cứ tự tin mạnh dạn hỏi đáp, Thịnh sẽ trả lời hết cho các bạn. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh YouTube của mình, bấm vào nút chuông bên cạnh nữa để nhận những video mới nhất và hoàn toàn miễn phí. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích cho bạn thì đừng quên chia sẻ nó cho những cái người đang cần. Nhớ nha. Xin chào bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.